quỳ trước nhan cha sắt son tình dâng, thề hứa chung đường tình luôn ngát hương, mãi ngày vẫn thế vuông tròn tơ duyên nồng thắm, gia đình êm ấm chung tình
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Đồn và chị Maria Huệ. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Đức Giêsu Kitô khẩn khoản quan đại Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận và ban phúc lành, và làm cho đôi tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi lên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Dầu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui.
làm nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói nào quà Đức Chúa tay, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ hết ma là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người thiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vòng hồng trước chốn phong thanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Cảm ơn. Cũng như Đức Kitô nuôi lớn và chăm sóc hội thánh,
vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa. Cũng có thể có những người không hài lòng về những
vấn đề được nêu trên đây. Thế nhưng đây là một thực trạng thực tế đáng báo động cho tất cả chúng ta đang sống về đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình, nhất là những gia đình trẻ ngày hôm nay. Và qua ngày hôm nay, một gia đình trẻ đó là anh Du Xe Bồn và chị Maria Huệ. Khi nói ra những điều này, không phải là không muốn những điều tốt đẹp cho đôi tân hôn cử hành hôn lễ ngày hôm nay, nhưng là để nhắc nhở đôi tân hôn đừng bao giờ phá vỡ đi lời luật của Thiên Chúa về đời sống hôn nhân và gia đình, đó là sự bất khả phân ly giữa người nam và người nữ khi họ đã kết hôn trở thành vợ chồng với nhau. Đồng thời để họ luôn luôn ghi nhớ trong tâm hồn của mình lời hứa của mình khi hai người nắm tay nhau và nói lên lời hứa trong sự tự do của mình. Có một câu chuyện kể rằng một anh chàng rất muốn ly dị vợ mình và còn muốn làm cho vợ của mình phải khổ. Bởi vì người vợ của anh rất khó tính và hay cằn nhằn. Một người bạn mới bày kế cho anh ta rằng bằng cách bảo anh ta hãy đối xử tốt với người vợ của mình như một bà hoàng, thì sau 2 hoặc 3 tháng thì nàng sẽ bỏ anh ta. Thế nhưng sau một thời gian không thấy anh ta đến báo tin về kết quả sự bày mưu đó, anh bạn mới đến thăm hỏi cho biết sự việc xảy ra như thế nào. Và anh chồng kia mới trả lời cho anh bạn đó rằng làm sao tôi có thể bỏ nàng được, bởi vì ngay từ ngày tôi đối xử với nàng như một bà hoàng thì ngược lại nàng đối xử với tôi như một ông vua, và gia đình tôi đang sống rất hạnh phúc và bình an. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện trên đây chỉ là một trong vô số những câu chuyện về tình yêu vợ chồng. Nội dung của câu chuyện là muốn nhắn gửi đến cho chúng ta về một điều, đó là vợ chồng hãy đối xử tốt với nhau. Chồng yêu thương vợ, vợ cũng yêu thương chồng. Đối xử như thế, gia đình sẽ có được hạnh phúc và bình an. Phúc cho người chồng lấy được người vợ hiền, sống số ngày sống được nhân đôi, vợ đảm đang làm vui lòng chồng, 5 tháng đời ông trôi qua trong bình an. Đó là những lời được trích sách huấn ca mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc. Quả thực gia đình có được hạnh phúc và bình an thì rất cần có được người vợ hiền lành và đảm đang. Người vợ hiền lành nuôi dưỡng hạnh phúc cho gia đình, yêu thương chồng và chăm lo cho con cái. Đó cũng là một phần của người vợ, người mẹ trong gia đình. Hỡi những người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh và một mình vì Hội Thánh. Người chồng hãy yêu thương vợ như chính mình. Đó cũng là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô cho những người làm chồng. Chính Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, Ngài hy sinh tính mạng vì Hội Thánh. Chính tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh là một tình yêu gương mẫu cho mọi thứ tình yêu của con người. Vì thế bà Thánh Phaolô mong muốn tình yêu vợ chồng hãy phát hòa lại tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh, đó là người chồng hãy yêu thương và dám hy sinh mọi thứ cho người vợ của mình.
hy sinh những sự nóng giận, hy sinh sự ham muốn cờ bạc rượu chè, sự lười biếng và hy sinh cả những ý riêng ích kỷ hẹp hòi của mình để sống yêu thương người vợ của mình. Kính thưa cộng đoàn, sự bất khả tâm ly đã được Thiên Chúa ấn định ngay từ lúc khởi đầu khi tạo dựng nên người nam và người nữ. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không thể phân ly, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một với nhau. Đó cũng là sứ điệp lời Chúa muốn gửi đến cho chúng ta. Cách riêng là cho anh Du Xe Đồn và chị Maria về cử hành lễ hôn nhân ngày hôm nay. Nên một với nhau trong tư tưởng, trong suy nghĩ và hành động, nên một với nhau trong việc nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình của mình, nên một với nhau trong việc giáo dục con cái, nên một với nhau trong đời sống thánh thiện thường ngày của mình. Ý thức được tất cả những điều đó, mỗi gia đình của chúng ta sẽ có một sự bình an và hạnh phúc. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, xin thay lời cho toàn thể cộng đoàn có mặt nơi đây, cầu chúc cho bí hôn nhân, bí hôn phối bà anh Chu Xe Đồn và chị Maria Huệ cử hành hôm nay sẽ mãi mãi được tình yêu Thiên Chúa chúc phúc. Hầu khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, anh chị vẫn một lòng giúp đỡ và yêu thương nhau. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu chúc phúc và chúc lành cho tình yêu của anh chị hôm nay và mãi mãi sau này. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Amen. Anh chị cùng nhau đến nhà thờ để dự muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô đang dòng tay ban phúc lành cho tình yêu vô cùng của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về lý lịch của anh chị. Anh Chu Xe Nguyễn Văn Đồn và chị Maria Nguyễn Thị Như Huệ, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa cha thật khó. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa cha thật khó. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và hội thánh không? Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự tuân thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và hội thánh. Anh là Du Xe Nguyễn Văn Đồn, xin nhận em mai
Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự tương thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, đoàn người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Chúng ta cùng một tràng pháo tay lớn để chúc mừng anh chị. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu trong ý định tạo dựng của người. Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân và gia đình. Hôm nay chia vui với anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Vì hội thánh là hiền kê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh chị em cầu nguyện lấy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng trở thành chúng con tha thiên đại xin Chúa cho chúng con ký tâm phần mình.
giáo hoàng Francisco, đức tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhờ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyền thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng công nhân Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự ân nhân của Chúa thánh thần đến muôn đời. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Cha trên trời lời cầu khẩn thiết tha. Xin người Chúa đổ muôn phúc lành cho anh chị Giuse Nguyễn Văn Đồn và chị Maria Nguyễn Thị Như Huệ vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo, người đã liên kết họ bằng giao ước thánh và bằng ý thích mình và máu Đức Kitô. Xin người cũng cho họ biết trọn đời yêu thương nhau. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha tạo dựng muôn loài từ hư vô và an bài mọi sự trong trời đất ngay từ thuở ban đầu. Khi dựng nên con người sống hình ảnh Cha, Cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất khả phân ly của người nam. Vì vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Như thế Cha dạy chúng con rằng sự gì Cha đã phối hợp nên một, loài người không bao giờ được phép phân ly. Này Cha, Cha dùng bí tích cao trọng thánh hóa tình nghĩa vợ chồng để hôn nhân tượng trưng cho sự kết hợp màu nhiệm giữa Kitô và Hội Thánh. Này Cha, Cha đã phối hợp người nữ với người nam và từ nguyên thủy đã chúc phúc cho xã hội họ gây dựng nên được sinh sôi nảy nở. Lời chúc phúc này dù tự nguyên tội hay cả lầm gì cũng không xóa bỏ được. Xin Cha, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chị Maria Nguyễn Thị Như Huệ vừa thành hôn với anh Giuse Nguyễn Văn Đồn và đang cầu mong được Cha ban ơn phúc. Xin cho anh chị được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ
dương trong sách thánh. Xin cho anh Giuse Nguyễn Văn Đồn biết chọn niềm tin tưởng ở chị Maria Nguyễn Thị Như Huệ, nhìn nhận chị là người bạn bình đẳng và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Xin cho anh biết luôn luôn kính trọng và yêu thương chị như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây thành cha, xin cho đôi tay ngon này được kiên trì giữ vững đức tin và hiếp tai yêu mến bậc cha, được chọn tình chung thủy với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của tin mừng để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ đông con nhiều cháu được trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan, và khi đã trải qua tuổi thọ an nhàn, họ được về thiên quốc cùng các thánh đường phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa làm ở cùng anh chị em. Anh chị em có chúc bình an cho nhau. Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho hai anh chị Giuse Đồn và Maria Huệ kết duyên với nhau và đã dùng bí tích hôn nhân mà thánh hóa với tình của họ. Chúa lại còn cho họ đồng bằng cùng ăn một bánh, uống chung một chén. Giờ đây vì lễ tế này, xin Chúa ban dồi dào ân sủng để họ sống hòa thuận trong cùng một tình bác ái. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị luôn hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho anh chị được bình an và cho gia đình hằng yên vui đầm ấm. Amen. Chúc anh chị được hạnh phúc có con nối dõi tông đường, được bàn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Amen. Chúc anh chị trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian, luôn rộng lòng đón tiếp người khổ đau, nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón anh chị vào nhà Cha trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Một lần nữa xin chúc mừng anh Đồn và chị Huệ đã trở thành một gia đình trẻ trong miền giáo xứ của chúng ta, và chúc hai gia đình anh Đồn và chị Huệ đã có một thành viên mới trong gia đình. Chúng ta cùng một tràng pháo tay để chúc mừng anh chị. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi để tình yêu được tràn đầy.